Hello, hello. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và trong cái video hôm nay thì Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn quá trình giảm 10 cân trong vòng nửa năm qua của mình. Thì nếu như có những cái bạn mà đã biết thầy Hiếu và tìm hiểu qua cái Facebook của Hiếu rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy rất là rõ là cách đây khoảng 6 tháng, bắt đầu giảm cân, khoảng cách đây khoảng 1 năm lúc mình béo nhất, là lúc đó mình nặng khoảng 82 cân. Và bây giờ thì cân nặng hiện tại của mình là khoảng tầm 72 cân, tức là mình giảm khoảng 10 cân rồi. Thì tại sao mà mình lại mong muốn giảm cân như vậy? Thì cái hồi mà mình 82 cân thì khi mà mình đo cái chỉ số body fat ấy, chỉ số mỡ, thì mình thấy rằng là mặc dù là mình rất thích con tập gym mà có một cái thể hình lực lưỡng một đôi con, nhưng tuy nhiên có thời điểm mình rất là nặng, thế thì cái tỷ số cái body fat của mình rất là cao, lên đến 19%, gần 2%, 2% tỷ lệ mỡ thì tương đương với ở nữ giới đó. Thì vì cái tối ưu nhất và cái mà mình nên duy trì tốt nhất ở nam ấy, thì là cái tỷ lệ mỡ là duy trì nên dưới mức 15% và tốt nhất là nên ở dưới mức 12%. Thì mình ở lúc đó thì khi mình đo chỉ số body fat, mình rất mình là ô, nếu mà mình nặng 82 cân này mà chỉ số cái body fat mình quá cao thì gây ra rất nhiều những cái rủi ro về sau, ví dụ là cái rối loạn mỡ máu hay là cái mỡ nội tạng hay là tăng huyết áp hoặc là tiểu đường. Đó là những cái điều mình lo ngại và nó là động lực để cho mình quyết tâm mà mình giảm cân. Và mình đã bắt đầu giảm khoảng 6 tháng, 6 tháng trước mình đã chỉ còn khoảng 72 cân rồi, và mình liên tục duy trì tiếp cái cân nặng đến bây giờ. Và tuy nhiên sau 6 tháng tiếp theo mình duy trì thì cái cân nặng của mình thì nó vẫn duy trì ở mức như thế, nhưng mà cái chỉ số mỡ, cái body fat ấy, mình đã giảm rất là rõ và người săn chắc hơn rất là nhiều. Và cảm giác như mình mỗi khi ngủ dậy hoặc là mỗi khi ăn, mình cảm giác nó không còn nặng nề trước nữa. Mỗi lần trước khi mà mình đến bữa ăn ấy, mình sẽ ăn rất là nhiều để mong muốn mình giữ được khối lượng cân như thế. Thì bây giờ khi mình duy trì một cái mức độ khoảng hơn 72 cân, lúc nào mình có thể tăng lên khoảng 73, 74, khoảng 75 ấy, thì nó cũng rất là đơn giản, tăng cân rất là dễ và việc mình giảm cũng rất là dễ. Vì khi mà chúng ta tăng giảm cân theo một cách nhịp nhàng rồi ấy, thì cách mình giữ cân nó cũng không quá khó nữa. Và cái việc mà mình đến bữa ăn mình cảm thấy rất là nhàn, nó không phải quá vất vả đâu. Nghĩa là mình cảm giác cái bữa ăn làm cho mình hạnh phúc khi ăn ấy, chứ không phải là nếu như bây giờ chúng ta giảm cân mà phải bóp mồm bóp miệng hay là phải thay đổi cái chế độ ăn thì cảm giác rất là khổ. Vì cuộc sống thì mình làm ra để nuôi cái miệng mà mình còn khổ nó thì rất là dở. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này mục đích là để tổng hợp lại những cái kinh nghiệm mà mình đã giảm cân được trong thời gian qua, vừa bằng kiến thức y học, vì mình là bác sĩ thì mình đã nghiên cứu rất là kỹ về dinh dưỡng, những cái chế độ ăn như là keto hay là chế độ IF, chế độ low carb hay là chế độ DASH. Tất cả những chế độ đó mình đã từng nghiên cứu và thực hành qua rất là nhiều rồi, và mỗi một cái phương pháp đó mình đã có rất nhiều cái trải nghiệm và những cái đau khổ, những cái trải qua. Thì mình thấy rằng là bây giờ thì ở cái trạng thái hiện tại mà khi cơ thể mình đã rất là quen với việc là có thể mình sẽ DASH hôm nay hoặc là DASH trong một thời gian rất là ngắn, hoặc là mình ăn chế độ IF hoặc là ăn chế độ keto rất là ngắn thôi, thì nó có thể giảm rất là nhanh và mình không cần vất vả trước nữa. Cái việc duy trì cân nặng bây giờ rất là nhàn. Thì mình tổng hợp và rút ra những kinh nghiệm như sau. Cái kinh nghiệm số 1 ấy, đó là nguyên tắc luôn luôn để giảm cân, đó các bạn luôn luôn phải nhớ cái nguyên tắc chính của giảm cân, đó là cái calo in phải luôn nhỏ calo out. Tức là cái việc mình ăn hàng ngày luôn luôn nhỏ hơn cái lượng mình sử dụng. Cho dù là bạn có chúng ta có mong muốn là mình ăn mình có ăn low carb này hay mình ăn giảm đường bao nhiêu chăng nữa, cái việc mà năng lượng nạp vào luôn phải nhỏ hơn năng lượng tiêu hao là luôn luôn nó phải có. Nếu không thỏa mãn được phương án đó thì bạn có ăn low carb hay là ăn IF nó cũng không thể giảm cân được. Bởi vì là các bạn nhớ này, năng lượng không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ cái dạng này sang dạng khác thôi. Nếu mình ăn vào cái lượng năng lượng mình nạp nhiều hơn cái lượng mình tiêu hao thì đương nhiên cái việc mà mình không giữ được cân nặng là nó đều rất là bình thường. Sau đó thì luôn luôn nhớ là cái việc mình ăn là mình lượng ăn vào phải ít hơn lượng mà mình tiêu hao ấy. Thế thì khi mà mình nhớ được nguyên tắc này thì bắt đầu mọi người có thể tính ra được, thì có rất nhiều cái cách mà cũng rất nhiều cái chỉ số mà mình có thể tính được. Ví dụ là khi mà các bạn đi đo cái máy body thì nó sẽ có chỉ số là BMR. Thì BMR chính là cái chỉ số mà chuyển hóa cái năng lượng cơ bản của mình ấy, thì nó sẽ ghi rất là rõ và tính toán cho mình rất cụ thể. Thì cái cách mình có cái BMR rất là dễ, nếu như các bạn mà không có điều kiện chúng ta đi đo thì có thể đến các cái cơ sở mà bán thực phẩm chức năng ấy, thì chúng ta có sẵn máy cho mình mà đo miễn phí thôi, mình chẳng mất cái gì cả. Thì mỗi lần đến đây đo thì nó sẽ có cái chỉ số trong các cơ sở. Thì từ đó mình sẽ lên một kế hoạch ăn hàng ngày. Ví dụ như hồi đó mình nặng khoảng 82 cân ấy, thì chuẩn hóa cơ sở của mình cần 2.100 kilocalo. Thì mình cứ tính ra 2.100, thì nếu mà mình ăn tinh bột thì mình sẽ được ăn tối đa là 400 gram một ngày. Tức là mình sẽ ăn đủ 400 gram tinh bột là mình sẽ dừng ngay. Nhưng tuy nhiên nó còn liên quan đến cái hiệu suất chuyển hóa, thì không phải ai hiệu suất chuyển hóa nó cũng giống nhau.
đặc biệt là nam và nữ ấy, thì ở nữ thì luôn chuyển hóa nó cao hơn nam, nên là anh nam thường gầy hơn anh nữ là vì thế. Thì khi mà hồi đó khi mà mình bắt đầu mình giảm cân ấy, thì mình thấy mình nhận ra được là vậy thì nó cái việc mà mình khi mà mình duy trì được cái lượng năng lượng mình nạp vào nó ít hơn cái năng lượng tiêu hao thì nó luôn luôn giúp cho mình giảm cân, và mình thấy là giảm nó rất là nhanh. Thì cái cách thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người đó là cái việc mà mình phải có thêm cái tập luyện, tức là calo in mình có thể bóp mồm bóp miệng mình giảm được rồi, nhưng cái việc tập luyện nó vô cùng quan trọng, vì có rất nhiều cái phương pháp tập luyện mà nó giúp cho các bạn đốt mỡ. Tức là mọi người bình thường cứ nghĩ là phải chuyển cái cơ thể mình về trạng thái keto thì nó đốt được mỡ, nhưng cái quan niệm này hoàn toàn sai. Keto chỉ giúp mọi người tiêu hao mỡ mà dùng ưu tiên cái mỡ làm năng lượng nhiều hơn, chứ nó không giúp cho cái việc là nó cắt giảm năng lượng của mình một cách không đúng. Mà khi mà mình tập luyện này, khi mà mình có chế độ tập luyện và tiêu hao năng lượng nhiều hơn, thế là mình dùng rất nhiều năng lượng hơn và mình nạp ít đi thì mình sẽ giảm cân rất nhanh. Nhưng cái kinh nghiệm mà khi mình thấy là khi mà mình tập luyện ấy, thì mình nhận ra là đúng như các sách người ta nói rất là rõ này, thì cái mỡ nó sẽ chuyển hóa cái năng lượng mà dùng cho việc chuyển hóa bằng tiêu hao mỡ ấy, thì nó sẽ cần đòi hỏi cái việc có nhiều oxy. Nên cái khi mà tập luyện thì mình ưu tiên chọn hồi đó, đến bây giờ mình tập gym thì thực sự là cái việc giảm mỡ bằng gym nó không quá cao, bởi vì là cái việc tập gym khi mình tập đẩy nặng ấy, thì mình cần cái năng lượng đột ngột thì nó sẽ chủ yếu lấy đường dự trữ trong cơ. Nên hồi đó, nên sau khi mà mình chuyển sang cái giai đoạn mình chạy bền ấy, tức là cái chạy bộ, là mình thấy cái việc giảm nó rất là dễ và đơn giản, vì cái chạy bộ là việc mà mình ai cũng phải làm được, nó rất là đơn giản, nó rất là dễ. Thì cái con đường khi bắt đầu mình tập ấy thì nó rất là đau khổ. Ban đầu thì chắc là cũng sẽ nhiều bạn, đặc biệt các bạn béo ấy, các bạn thừa cân một chút thì mình sẽ cũng có nỗi khổ với nhau thôi. Đó là khi bắt đầu mình chạy, mình cảm giác là chạy 1 cây, 2 cây nó rất là mệt mỏi. Đó, nhưng khi bắt đầu tập luyện thì mình chia sẻ với các bạn cái cách, bởi vì chạy bộ là một trong cái cách mình thấy giảm rõ rệt nhất và đơn giản. Mình cũng không mất công đến phòng tập luyện, cũng không mất tiền mà mình đi tập luyện, mà chỉ đơn giản là có một đôi giày, sau đó mình chỉ cần ra đường hoặc ra công viên mình chạy nó rất là dễ dàng. Thì chạy bộ và chạy bền ở cái mức năng lượng, ở cái mức ấy mà mình dưới cái mức chuyển hóa cơ sở, dưới cái mức mà nó, tức là mình chạy trung bình khoảng tầm 6-7 km/h thôi, không cần chạy quá nhanh. Hoặc có thể các bạn mà có năng thể lực tốt hơn thì chạy khoảng 7-8 km/h thì nó cũng làm cách giảm rất là tốt. Thì cái quãng đường mình nhớ này, quãng đường chạy mình nên chạy khoảng tối thiểu 5 km, vì khi các bạn chạy khoảng 1 cây 2 cây thì nó chỉ đốt được hết cái lượng đường dự trữ trong cơ thể thôi, tức là cái gluco dự trữ ở trong cơ, glycogen trong gan, thì cái cơ thể mình chỉ dùng những cái loại dạng lượng đó dự trữ mà thôi. Còn những cái lipid, những cái mỡ của mình thì nó không đốt, và khi mình sau khi nghỉ ngơi nó cũng không đốt, vì khi mà mình tập luyện ấy, nó sẽ tăng cái chuyển hóa cơ bản lên, tim hoạt động nhiều hơn, và thậm chí sau khi mình về nhà buổi tối, buổi sáng hôm sau, buổi ngày hôm sau tiếp thì nó vẫn tiếp tục đốt cái mỡ của mình đó. Thì cái việc là nếu mình lựa chọn cái giải pháp mình chạy, thứ nhất là cái quãng đường nó không đủ này, cái việc mình tập luyện nó không đủ ấy, thì nó cũng không giúp giảm cân. Và hồi đó mình đã từng chạy liên tục khoảng 2 km, ngày nào cũng chạy rất là đều, liên tục trong khoảng 2 tháng cũng gần như không hiệu quả. Nhưng khi mà mình tăng lên quãng đường lên khoảng 5 km mà mình sẽ tăng dần lên, thì cái việc chạy 5 cây là thực sự là nó giảm cân rất là rõ, và nó cảm giác mình thấy là nó có hiệu quả rất là nhanh đó. Thì đấy là cái kiện thứ hai mà mình chia sẻ với bạn, là mình sẽ nên là mình tập luyện thêm thì nó sẽ giúp cho cái việc giảm cân nó dễ hơn. Rồi sang cái thứ ba mình sẽ chia sẻ với các bạn, cái thứ ba đó là khi mà chúng ta, khi các bạn tập luyện hay là có một cái chế độ ăn, thì trong giai đoạn đầu tiên hầu như các bạn nhớ là nó không có quá nhiều hiệu quả. Thì có rất nhiều các bạn hỏi là thì em mới ăn khoảng 2-3 ngày em cảm giác nó mệt mỏi, hay em ăn khoảng 3 ngày thì cảm giác cân nó không giảm. Thì cái việc đó rất bình thường, các bạn tích mỡ hàng năm 10 năm, có những bạn béo từ lúc nhỏ cho đến tận, từ lúc sơ sinh cho đến lúc mà mình 30 tuổi, mình béo đến 20 năm mà chỉ mong giảm cân trong 1-2 ngày thì đó là việc không thể. Bạn chỉ có thể giảm trong 2-3 ngày khi bạn bị tiêu chảy cấp, tức là mất nước, bạn tiêu chảy nên giảm rất nhanh. Nhưng nếu như là bạn muốn giảm mỡ, muốn giảm lượng mỡ thừa và tiêu hao mỡ mà mình giữ được body săn chắc ấy, thì đương nhiên là cái việc tập luyện nó là việc không thể thiếu. Thì cái cách mình chia sẻ với các bạn đó là mình có thể chạy bền là cách đơn giản nhất đó. Rồi, và mà cái giai đoạn đầu tiên của khi mình thay đổi bất cứ điều gì cũng thế, thì nó luôn luôn là vất vả. Nếu như các bạn chỉ có tập 1-2 ngày mà thấy mệt mỏi ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ thất bại là đương nhiên rồi. Và ăn 1-2 ngày đầu là mệt mỏi là chắc chắn. Thì cái kinh nghiệm mình chia sẻ này về cái cách ăn uống của mình trong giai đoạn đầu ấy, thì
trong khoảng khi mà mình đã từng thử IF nhé, cái IF là cái mệt nhất, thì trong một tuần đầu thôi thì các bạn cảm giác nó gần như là địa ngục ấy, tức là mình phải đợi đến giờ được ăn mới được ăn này. Thế là các bạn IF thường sẽ là ăn IF và keto ấy, các bạn thường ăn theo chế độ 16-8 hoặc là 24, tức là nhịn 16 tiếng sau đó ăn liên tục trong 8 tiếng còn lại, hoặc là nhịn 20 tiếng ăn 4 tiếng, thì cái đấy thực sự là nó rất là khổ. Và mình từng áp dụng một tháng rồi, mình giảm cũng rất là nhanh, khoảng 8 cân một tháng đó. Thế thì mình thấy là cái việc mà mình ăn IF thì nó thực sự là nó cũng có hiệu quả. Nhưng tuy nhiên thì khi mà các bạn chúng ta có các bệnh lý về dạ dày này, hay là có các cái liên quan đến viêm dạ dày, hoặc là khi mà chúng ta ăn, khi mà chúng ta có công việc lao động, hoặc là cái hoạt động công việc của mình nó không cho phép mình phải đi lại nhiều, cần nhiều năng lượng, cái việc ăn IF nó rất là khó. Thì mình cũng có chia sẻ các bạn là thực ra thì mình cũng đã từng ăn IF khoảng tầm một thời gian, nhưng nó cũng thật sự hiệu quả. Nhưng khi mà chúng ta có các bệnh lý quan dạ dày thì cái việc mình ăn IF nó lại rất là đau khổ và mệt mỏi. Nên mình cũng không khuyến cáo các bạn là chúng ta có thể nên chọn cách là ăn IF trong đoạn đầu tiên, mà mình nên là ăn, chúng ta nên lựa chọn cái giải pháp thứ nhất là cắt giảm năng lượng luôn. Tức là ban đầu thì nên chúng ta nên giảm carb trước. Tức là cái link video mình dẫn thì có bên trên, các bạn phải click vào để mình xem. Thì cái việc đầu tiên ý, trong bất kỳ cái phương pháp ăn hay tập luyện nào ý, thì trong 1-2 tuần đầu nó luôn luôn là vất vả cả. Thì các bạn mới áp dụng thì trong có một vài ngày thôi ý, mà không hiệu quả thì các bạn cố gắng nhé. Mình khuyên các bạn nên kiên trì đi. Khi mà thấy quen rồi mà thấy có bắt đầu có hiệu quả ấy, thì mình thường chỉ nản chí khi mà chúng ta không thấy có hiệu quả. Còn bắt đầu có hiệu quả thì các bạn sẽ thấy là cái việc mình đã theo bám ý, mình theo đuổi nó là dễ. Thì cái nguyên tắc đó là 1-2 tuần đầu ý, nó luôn luôn là cái vất vả. Thì các bạn nên chuẩn bị cho mình tinh thần trước, và luôn nhớ rằng là vậy thì cái việc mà khi mình vượt qua được cái vất vả đó, vượt qua cái rào cản khó khăn đó, thì lúc mình đạt được cái mục tiêu rồi ấy, khi mà mình thấy là khi mình có mục tiêu là ví dụ mình giảm khoảng 3-4 phân này, hay cân nặng giảm khoảng 3-4 cân, 5 cân, đó là cái mà nguồn động lực rất là lớn mà khi các bạn chúng ta giảm cân chúng ta thu được. Thì nên là các bạn đừng lo cái việc là nó vất vả ban đầu, và đừng khi chúng ta thấy là có 2-3 ngày đầu không hiệu quả thì đừng có nản chí. Vì các bạn béo trong 10 năm, 20 năm thì đừng có mong muốn là giảm trong 2-3 ngày, chả cách nào cả. Nếu các bạn mong muốn thế thì mình khuyên các bạn nên phẫu thuật. Chỉ có phẫu thuật là cái cách mà nhanh nhất giúp các bạn là giảm được cái lượng cân, mà giúp cho các bạn nhanh nhất mà không cần mất công, không cần khổ sở, giúp vào viện. Nhưng mình cũng chia sẻ luôn này, nếu các bạn hỏi các anh chị và các người mà đã đi phẫu thuật để giảm mỡ ấy, thì các bạn thấy cái đường sẹo của họ không hề đẹp thế nào cả, rất là khổ sở. Nên mình vẫn khuyên các bạn là hãy chọn một chế độ ăn, một tập luyện đúng cách để cho mình đạt được cái hiệu quả. Rồi, thì đây là một vài kinh nghiệm mà mình sẽ chia sẻ tiếp một kinh nghiệm nữa. Thì trong thời gian gần đây khi mà mình đạt được cái cân nặng ổn định rồi ấy, thì cái nguyên tắc mình áp dụng hiện nay, mình vẫn có uống coca này, coca nhiều đường đúng không ạ? Mình vẫn ăn cơm bình thường, nhưng cân nặng mình không tăng. Đó, mà cái việc mình tích mỡ nó không còn tích như trước nữa. Thì mình muốn chia sẻ các bạn là khi mình đã đạt thành quả rồi ấy, thì cái việc các bạn có thể ăn những cái thứ mình thích, có thể ăn những cái thứ mà mình cho rằng là không tốt đi, nhưng nó là thuộc sở thích ấy, thì mình không khuyến cáo các bạn là ăn vô độ nhé. Nhưng khi mình ăn có thể ăn được những thứ mình thích này, khi mình có thể làm những cái việc mình thích, tập cái môn mình yêu thích mà cân nặng nó vẫn giữ được ấy, thì các bạn đó mới là cái niềm phúc mà mình hướng đến. Và hiện nay khi mà mình đã đạt cái cân nặng mong muốn này, có cái chỉ số ok rồi, thì mình thấy là nguyên tắc luôn luôn đúng, đó là mình cần tập luyện những cái môn thể thao để giúp cho các bạn có khả năng cơ thể của mình vẫn tốt mỡ trong thời gian dài. Và thứ hai là chế độ ăn của mình là luôn luôn cắt giảm tổng năng lượng luôn nhỏ hơn. Và mình có một cái lời khuyên nữa cho các bạn, đặc biệt các bạn nữ, khi mà chúng ta, các bạn nữ thì thường giảm cân luôn luôn khó hơn nam. Bởi vì sao? Bởi vì cái chuyển hóa cơ sở của nữ luôn thấp hơn, vì cái phần trăm mỡ, cơ thể mình sẽ nuôi cần cái năng lượng chuyển hóa cơ sở nhiều nhất cho việc là tim, phổi, gan, cơ quan hoạt động. Và thứ hai là nuôi cái khối lượng cơ. Nhưng mà các bạn nữ thì phần trăm mỡ rất là cao và lượng cơ rất thấp, nên cái chuyển hóa cơ sở luôn luôn nhỏ, nên các bạn nữ thường giảm cân sẽ chậm hơn. Nhưng cái số lượng cân chúng ta lại cần giảm ít hơn nam. Nhưng mình khuyến cáo các bạn là đoạn đầu là vất vả và cố gắng này, mình nạp càng ít năng lượng thì mình giảm càng nhanh. Và mình tập các môn thể thao không cần gắng sức thì mình càng làm cho mình ít bỏ cuộc nhanh hơn. Thì đây là những cái lời khuyên mình dành cho các bạn. Và nếu như các bạn có những cái câu hỏi nhiều hơn về giảm cân thì có thể inbox xuống bên dưới, mà hôm mà mình sẽ lập ra một cái nhóm kín bên dưới, các bạn có thể join vào cái nhóm đó và chia sẻ và hỏi những cái câu hỏi về giảm cân, mình sẽ chia sẻ rất là nhiệt tình với các bạn, hoàn toàn miễn phí. Vâng, nếu các bạn thấy video cái này hay thì nhớ ấn sub kênh của bác sĩ Hiếu để nhận những cái video sớm nhất.
Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của bác sĩ Hiếu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.